đến với Thế Giới Slam. Hôm nay thì mình sẽ công bố là những cái phần quà mà Game Mini tháng 8 của chúng ta là gì. Hôm nay thì mình sẽ công bố sớm hơn dự định khoảng 3 ngày các bạn ạ. Tại vì mình dự định là ngày 5 hoặc là ngày 6 tháng 8 mình sẽ công bố. Nhưng mà thì sao mình nghĩ thì các bạn đã cho mình rất là nhiều ý kiến, nhưng sau đó mình đã suy nghĩ và báo quyết định hôm nay sẽ làm mini game tháng 8 của chúng ta gồm những phần quà như sau. Sẽ có ba lô, sẽ có slam và có cả bộ kit chơi slam. Đó là bộ kit slam mây. Mình đã ở đây là mình đã chuẩn bị 5 bộ kit slam mây rất là đẹp luôn. Lần trước mini game của tháng 7 thì mình làm mình cho gửi cho các bạn mà keo sữa nhưng mà không có ổ màu, nhưng mà có một vài bạn á nói là bạn nên cho một chút màu vô thì nó sẽ trở nên sinh động hơn và bắt mắt hơn. Vì thế là trong lần mini game tháng 8 này mình đã rút ra được kinh nghiệm, mình đã cho vào đây mỗi hộp một hoặc hai giọt màu. Ở đây thì mình có màu hồng nè, màu xanh lá này các bạn, màu vàng để làm slam mây vàng, ở đây thì có màu đỏ và cuối cùng là màu tím. Ở đây là 5 hộp là sẽ gồm 5 cái slam mây khác nhau. Phần bên đây á, là phần tuyết nhân tạo. Tuyết nhân tạo kỳ này á, mình sẽ dán lên đây một cái miếng dán cứ đề là TNT, nghĩa là tuyết nhân tạo nha các bạn. Còn ở đây là sẽ có một cái hộp Borax. Borax này thì phía trên này mình sẽ không ghi gì hết. Liều lượng của nó là bây giờ các bạn về và các bạn tìm một cái chai cái giống như cái chai C2 mà loại mà 250ml đó. Các bạn cho hết cái phần tuyết nhân tạo này vào và pha chung với nước ấm nha. Nhớ nha các bạn, pha chung với nước ấm nha, chứ không phải nước sôi hoặc là nước nguội nha. Nếu mà các bạn chế nước sôi vào cái chai sẽ bị quéo đi và các bạn cầm sẽ bị bỏng tay. Nhớ nha, nước ấm. Và kèm theo đây là sẽ có 3 hũ slam do mình làm. Cái này slam thí nghiệm của mình á, mình đã chọn ra những 3 cái hộp mà đẹp nhất luôn các bạn. Đây, đây là một loại slam trong. Phía trên á, sẽ có những cái hạt xốp nhỏ nhỏ. Và phía dưới này chút xíu nha các bạn, là sẽ có những cái thạch seri mình thử nghiệm. Rất là cứng, mình bóp rất là đã tay luôn. Và thấy, các bạn thấy không, là cực kỳ trong luôn các bạn. Chơi rất là đã luôn. Bây giờ mình đậy lại nha. Ở đây là một slam thạch seri. Mình làm bằng màu xanh biển nhạt rất là đẹp. Kế tiếp sẽ là một slam tuyết lở có pha những cái hạt kim tuyến. Bây giờ slam tuyết lở của mình các bạn thấy giống như một cái cơn lốc xoáy dưới đại Tây Dương vậy. Nó xoắn lại với nhau rất là đẹp luôn. Bây giờ là mình sẽ công bố chia những cái phần quà nha. Ở đây mình có chuẩn bị 2 cái ba lô. Theo cái video trước của mình đó là mình chuẩn bị 3 ba lô. Nhưng mà các bạn đa số là các bạn thích slam kèm theo là bộ kit. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia theo kiểu là phần quà thứ nhất của chúng ta. Mình sẽ bắt đầu từ thấp cho đến cao nha. Từ thấp đó mình sẽ chia là một bộ kit. Đó, mỗi bạn sẽ được một hộp này, một hộp Borax, một hộp tuyết nhân tạo. Đây là giải thấp nhất của chúng ta, đó là một bộ kit làm slam mây. Phần quà thứ hai của chúng ta sẽ cao hơn một chút, là cũng là một bộ kit làm slam mây, kèm theo là một hũ slam. Phần quà thứ ba của chúng ta là một bộ kit. Đa số là các bạn ai cũng thích bộ kit hết nên là mình sẽ tặng hết bộ kit luôn. Một hũ slam. Ủa vậy là hai cái này giống nhau rồi ta. Hai cái này giống nhau rồi. Thôi kệ không sao. Coi như là hai cái này là đồng hạng với nhau đi các bạn ha. Đồng hạng với nhau đi. Phần quà thứ tư của chúng ta là sẽ là một hũ slam. Kèm theo là một cái ba lô. Ui chà. Ai. Ui, rớt rồi. Đây, đây là phần quà thứ
tư của chúng ta. Ấy không, mình bị nhầm rồi. Phần quà thứ tư của chúng ta sẽ là một cái ba lô nè, một bộ kit nè. Mình bậy quá. Một bộ kit nè. Đó, đúng rồi. Và phần quà cuối cùng chúng ta là một cái ba lô cực kỳ đẹp luôn, một bộ kit và một hũ slime. Đây, đây là năm phần quà của chúng ta trong lần mini game tháng 8 này. Các bạn sẽ nhìn sơ qua rồi mình bây giờ mình sẽ tổng lại nha. Rồi, ok. Đầu tiên là phần quà nhỏ nhất của chúng ta, đó là một bộ kit làm lam mê. Phần quà thứ hai đó là một bộ kit làm lam mê kèm theo là một hũ slime do mình làm. Phần quà thứ ba tương tự như phần quà thứ hai, cũng là một bộ kit làm lam mê và kèm theo một hũ slime. Phần quà thứ tư của chúng ta đó là một cái cặp táp mà mình đeo chéo thế này và kèm theo là một bộ kit. Và phần quà cuối năm của chúng ta là phần quà lớn nhất luôn, là sẽ là một cái ba lô, một bộ kit và một hũ slime. Các bạn có thấy cái nếu các bạn đồng ý với phần quà của mini tháng 8 này thì hãy cho mình một like nha. Và cách chơi như sau, mình cũng theo cách cũ là sẽ comment từ số 00 cho đến 99 kèm theo họ và tên, số điện thoại và địa chỉ. Game này thì mình nhắc lại luôn là dành cho thành viên của mình. Bây giờ trong thế giới slam của mình là bây giờ đã gần 9.000 thành viên rồi các bạn. Các bạn có thấy là nói chung là mình cảm giác mình rất là thích luôn. Các bạn càng ngày càng ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Cảm giác là mình rất là vui, mình không biết nói sao nữa. Nói chung là cảm giác nó không biết làm gì diễn tả được, rất là sung sướng luôn các bạn ạ. Nên làm kỳ mini game tháng 8 này á, mình sẽ làm cái phần quà nó to hơn là mini game tháng 7 một chút. Để tham gia thì các bạn nào mà chưa là thành viên của Thế Giới Slam thì các bạn muốn tham gia thì hãy nhấn vào nút đăng ký. Thứ nhất là nhấn vào nút đăng ký nè, thứ hai là like video của mình, thứ ba là chia sẻ lên Facebook, chia sẻ công khai nha các bạn nhé. Và thứ tư là chính là comment từ số 00 cho đến 19 kèm theo họ và tên, số điện thoại với địa chỉ. Khi mà các bạn thấy tại sao mình hay nói là comment từ số 00 cho đến 99 kèm theo họ và tên, số điện thoại và địa chỉ không? Tại vì á, thường thì mình không biết nào khác như thế nào, nhưng mà thật ra khi mà mình ra một cái video nào đó thì mình hay trả lời các bình luận của các bạn bình luận rất là nhiều nên là mình trả lời á rất là tốn thời gian. Nên là mình muốn khi mà mình làm mini game thế này á, các bạn comment cho mình hết thông tin tất cả luôn thì mình sẽ đỡ mất thời gian mà hỏi lại các bạn nữa đó. Các bạn nói chung là các bạn có thích cái phần mà mini game quà tặng của tháng 8 này không? Riêng mình thì mình cảm thấy rất là hài lòng luôn. Tại vì sao? Tại vì đa số là theo khảo sát của video phía trước á, thì đa số là 80% các bạn thích bộ kit, 10% các bạn thích slam và số còn lại thì các bạn thích ba lô hơn. Đa số còn lại thì các bạn thích ba lô hơn. Nhưng mà ba lô thì mình đã lỡ mua rồi, nếu như mà không tặng ba lô thì để đó thì mình cảm thấy là rất là phí. Nên là mình quyết định luôn là sẽ tặng 2 ba lô và kèm theo là 3 hũ slime cho mình làm và 5 bộ kit. Các bạn có thấy ok không? Tại vì đa số là các bạn đều thích slime mây nên là mình đã chọn một kit làm slime mây cho các bạn đó. Bây giờ còn chần chừ gì nữa nào? À quên, mình sẽ nhắc lại luôn là những cái phần mà mình làm quà mini game tháng 8 á, tất cả những mini game mình đều là miễn phí ship cho các bạn hết. Cái phần ship đó thì bên mình sẽ chịu phí hoàn toàn luôn. Các bạn chỉ cần là họ cho đầy đủ thông tin và khi hàng tới nơi thì các bạn có thể là nghe máy và nhận quà và chơi thôi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Bây giờ thì các bạn hãy nhanh tay lên, hãy comment số từ số 00 cho đến 99 kèm theo họ và tên, số điện thoại và địa chỉ. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và like video và share cho các bạn cùng tham gia nhé. Bây giờ mình sẽ chào tạm biệt tất cả các bạn.